Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua Paltalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, còn Thanh Thủy. Thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên Phẩm Cây Lao. Bài 2 Kinh Giải Thoát Nhánh Mốc Khát Xuất Tăng Cứu Cánh Đích Thực sẽ do Thượng Tọa Chánh Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, những lễ tam bảo. Chúng con thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy. Tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc,
thiện thể thế gian dạy vô thượng điệu ngữ, thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay, kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, chương 1 Tương Ưng Chư Thiên, phẩm cây lao, bài 2 kinh giải thoát, Nibbukha Xuất Tăng, cố gắng đích thực. Tiếp đến, kính cung thịnh thượng tọa Tỳ Siêu dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Và kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Cái đây là truyền thuật cho sư, đây là chư tôn đức trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong ngày khai giảng của giáo trình tự ứng bộ, chúng tôi có đề cập đến một việc rằng trong tự ứng bộ có rất nhiều bài kinh ngắn, Phật cô rất là cô động, hàm súc, và ở trong nhiều trường hợp thì chúng ta cần đến sớ giải để có thể hiểu rõ. Bài kinh ngày hôm nay cũng là một dẫn chứng rất là điển hình về trường hợp này. Một vị thiên đã hỏi Đức Phật một câu hỏi mà trên phương diện ngôn ngữ thì chúng ta nghe gần như là không có gì khác biệt. Ví dụ như là giải thoát, thoát ly, viễn ly, ý tưởng như vậy. Nhưng mà thì cái tư vấn lại đề cập đến ba cái trọng điểm khác nhau. Và khi Đức Phật trả lời đó, thì Ngài cũng trả lời rất là cô độc về con đường tu chứng giải thoát. Và những điều này thì chúng ta rất cần đến sớ giải. Và xin một sớ giải thì chúng ta thấy rằng những bài kệ mang những ý nghĩa rất là huyền ảo mà tất cả chúng ta cần chiêm nghiệm. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thưa thật tu sĩ giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của kinh văn ngày hôm nay. Chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Con xin đọc bài. Bài 2 kinh giải thoát, Nimokkha Xuất Tăng, cố gắng đích thực. Chú thích dẫn nhập. Chúng sanh vốn trói buộc bởi kiếp sử phiền não, rất khó để hiểu về hệ lụy của năm uẩn. Càng khó hơn là lãnh hội về giải thoát năm uẩn hay niết bàn. Phải nhìn từ góc cạnh khổ đau của năm uẩn mới có thể hiểu được giá trị của sự tịch tịnh. Bấn Thiên Nhân Sư đã dạy công hướng dẫn chúng sanh thắp sáng nhận thức về khổ đau và con đường thoát khổ với vô số phương cách giảng dạy. Tuy vậy, đôi lúc Ngài cũng phải mô tả hành trình giác ngộ giải thoát
với ngôn ngữ cô đọng mà tất cả chỉ gói gọn trong một bài kệ. Đôi khi nhiều từ dựng trong cách biểu đạt nghe dường như giống nhau, nhưng thực ra có sự khác biệt to lớn. Kinh văn: ở Sawatthi, rời một vị thiên khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng, toàn dùng Chetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên vị thiên ấy bạch Thế Tôn: Chanasi no toan Marisa Satta Nang Nimokkhan Pamokkhan Vuwe Kanti. Thưa Tôn giả, ngài có biết giải thoát ly, dẫn ly cho các chúng sanh không? Chanami Khoa Ham Abuso Satta Nang Nimokkhan Pamokkhan Vuwe Kanti. Này hiền giả, ta biết giải thoát ly, dẫn ly cho các chúng sanh. Yatha Katham Anatvam Marisa Chanasi Satta Nang Nimokkhan Pamokkhan Vuwe Kanti. Thưa Tôn giả, như thế nào ngài biết giải thoát ly, diễn ly cho các chúng sanh? Nandi Pawaparikkhaya, Nandi Pawaparikkhaya là hạt cằn. Thì tái sanh đoạn toàn Sanya Vinya Nasan Khaya, tưởng thức được trừ diệt. Vedana Nang Nirotha Uppasama, các thọ diệt tịch tịnh. Evan Khoa Hằng, như vậy này hiền giả, Abuso Chana Misatta Nang Nimokkhan Pamokkhan Vuwe Kanti. Ta biết sự giải thoát ly và diễn ly cho các loại chúng sanh. Thích văn: Satta chúng sanh loài hữu tình, Nimokkha giải thoát, Pamokkha thoát ly, Vuwe cá diễn ly, Nang đi sĩ tham, Phá quá sanh hữu tái sanh, Parikkhaya đoạn tận. Sanh nha tưởng, quyền nha ná thức, sanh khá giá tận diệt. Quê đá nà ná thọ, ní rô tha, úc bá sa ma tịch tịnh. Thất nghĩa, theo sớ giải thì cụm từ nước mốc khăn, phá mốc khăn, muối quê canh tí chỉ cho đạo, mắt cá, quả, phá lá và niết bàn, niết bà ná. Đạo là sự đoạn tận hay vĩnh viễn giảm thiểu kiết sử phiền não. Quả tự thoát ly khi kiết sử được đoạn tận hay giảm thiểu. Niết bàn là sự cứu cánh chứng đạt do thành tựu đạo quả. Cụm từ Nang đi phá quá parikkhaya, đoạn tận hỷ tham sanh hữu, chỉ cho sự chứng đắc hữu như niết bàn. Sa uppa disse sa nibbana, tức là mầm mống sanh tử đã đoạn, nhưng các quẩn vẫn còn. Hai câu: sanh nha vinh nha na sanh khá gia quê đá nà năng ni rô tha pa sam ma, chỉ cho sự chứng đạt vô dư niết bàn. Anuppa disse sa nibbana, tức sự giải thoát hoàn toàn năm quẩn. Nói một cách ngắn gọn thì câu hỏi về giải thoát ly, diễn ly, niết mốc khăn, tám mốc khăn với quê cát tí là câu hỏi về đạo quả niết bàn. Câu kệ mà Đức Thế Tôn dùng để trả lời là một mô tả hàm xúc về thành tựu đạo quả hoàn toàn giải thoát khỏi trầm luân sanh tử. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình tùy theo giác đẳng. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa tại siêu giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nha. Xin hỏi khi có nghe được chúng ta nói rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Thị Tượng Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ
quý Phật tử. Kính thưa quý vị, lẽ ra thì hôm nay thứ sáu, chúng ta sẽ học phần Pali bù lại cho cái ngày thứ hai, tuần thứ hai vừa qua. Nhưng hôm nay Thượng tọa Giác Đẳng cũng còn đi xa, không có ở chùa để phụ đạo với chúng tôi dạy Pali phần ngữ. Vì thế hôm nay chúng ta đun lên học từng đơn bộ kinh. Như vậy cũng tốt, vì chúng ta mới vừa khai giảng cái giáo trình tư bộ kinh mà được học liên tục nhiều ngày như thế này, thì chúng ta sẽ quen dần với cái giáo trình mới. Chỉ có điều là khi chúng ta đã quen với giáo trình mới thì cái môn phản ngữ Pali chúng ta dần dần chúng ta quên lãng vào quá khứ. Bây giờ nó chỉ còn là dĩ vãng thôi. Và hy vọng rằng đời sau chúng ta sẽ tiếp tục vừa sanh ra ở Ấn Độ. Để chúng ta đi. Cuộc đời nó vô thường cũng chưa biết được, là chỉ có tuần này hay là thêm tuần nữa không biết. Nói là nói đùa vậy thôi chứ chúng ta học cái nào cũng được. Hôm nay chúng ta cũng học từ ngữ Pali. Bài kinh hôm nay rất là hấp dẫn thưa quý vị. Bài kinh này cũng không phải là khô khan ý nghĩa, ở đây thưa quý vị, làm sao để chúng ta có thể hiểu được câu trả lời của Đức Phật cho vị trời đang hỏi Đức Thế Tôn ngài có biết sự giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh không? Thì Đức Phật ngài trả lời rằng: này hiền giả, ta không biết sự giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh. Thì vị trời đó mới hỏi Đức Phật: là như thế nào ngài biết cái sự giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh? Thì Đức Phật ngài đã ngâm, ngài đã thuyết lên bài kệ rằng: Nandi phawa parikhaya sanya vinya nam sankhaya vedana nang nirotha usama
evang khoa hăng au so cha na mi satanam ni mokkhan pa mokkhan vive kanti hỷ tái sanh đoạn tận, tưởng thức được trừ diệt, các thọ diệt tịch tịnh. Như vậy này hiền giả, ta biết sự giải thoát, thoát ly và viễn ly cho các loại chúng sanh. Với bài kệ này thì chúng ta không tưởng tượng được cái ý nghĩa của bài kệ đó nếu chúng ta không đọc qua sớ giải. Và trước hết thì chúng tôi cũng xin mượn cái văn ở trong cái bài học ngày hôm nay mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã biên soạn để cũng như an ủi cho cái lớp phản ứng Bali của chúng ta vậy. Chữ sắp tám là danh từ năm tánh, có nghĩa là chúng sanh loài hữu tình. Chữ ni mô khá là giải thoát, và mô khá là sự thoát ly, cũng đều là danh từ. Nó xuất phát từ cái động từ ni mô khá là từ cái động từ ni mô chật tí, và mô khá là bảo mô chật tí. Quy quê cá là từ động từ quy quyết chật tí. Quy quy quyết chật tí chính năng đi là hỷ tham, phá quá là sanh hữu, parikha ra khai gia là sự đoạn tận, sanh nha là tưởng, quê nha nó là thức, sankhara sankhaya là tận diệt, vedana là thọ, nirodha upasama tức là tịch diệt. Ở trong các từ được giải thích ở đây đó, thì có một vài vấn đề mà chúng ta phải biết. Vì vị chư thiên, vị trời này đã hỏi Đức Phật, Ngài biết cái sự giải thoát ni mốt khác, thoát ly và một khác, và viễn ly quý vị các trời các chúng sanh không, thì Đức Thế Tôn Ngài dựa theo cái bài kệ đó mà Ngài đã trả lời. Thực ra thì ba từ ni một khác và một khác quý vị các đối với vị chư thiên thì không có hiểu gì hết. Vị chư thiên đó còn phàm phu không hiểu gì hết, chỉ thuận miệng mà nói những cái đi từ đó thôi. Tuy nhiên ở đây trong chú giải thì giải thích cái chữ ni mốt khác, ni mốt khô thì giải thích như thế này: mắc ghê na hi sata kê lê sát văn thà na tô ni mốt chan tí tát ma mắc vô sata năng ni mốt khô tí vô tô. Vì rằng chúng sanh
mà thoát khỏi sự cấu buộc phiền não bằng thánh đạo. Do đó thánh đạo được gọi là giải thoát chúng sanh. Thánh đạo được gọi là giải thoát chúng sanh. Thánh đạo ở đây tức là bốn đạo: Tu Đà Quần đạo, Tu Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo và A La Hán đạo. Mà chúng ta nói theo thắng pháp thì đó là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Và đối với từ ba mốt khác là thoát ly, ở đây gượng xài cái chữ thoát ly, nhưng chữ thoát ly cái nghĩa nó còn cạn so với chữ ba mốt khác. Nhưng mà bây giờ trong tiếng Việt thì chúng ta tìm từ để mà dịch cái chữ ba mốt khác cũng phải dịch là giải thoát thì nó trùng đi, cho nên ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài mới dịch là thoát ly. Chớ cái chữ thoát ly đó nhẹ quá. Thí dụ như chúng ta thoát ly gia đình để xuất gia, cái đó cũng là thoát ly. Thành ra cái chữ này nó, nếu mà xài cái nghĩa thoát ly không đủ để chuyển tải ý nghĩa cho chữ bà mốt khô. Vì chữ ba mốt khô ở đây đó được chú giải giải thích rằng phalakhane panate kile sapanthanato pamuta, ngay cái thời điểm mà tâm quả siêu thế sinh khởi thì các chúng sinh ấy được giải thoát, được thoát khỏi cái sự trói buộc của phiền não. Tasma phát lăng sát tà năng bồ mô khô tí vô tầng. Thế quả siêu thế được gọi là thoát ly cho các chúng sinh. Ở trong chú giải đấy thưa quý vị, là chúng ta giải quyết xong hai từ. Bây giờ đến cái chữ quy quê cô, quy quê cá là viễn ly. Thì ở đây chú giải giải thích rằng nếp ba năng ba toa sát tà năng sắp ba đúc khăn quy quyết trật tí quyền quyết cho tí tasma ni pa năng quy về cô tiên vô tầng. Ni pa năng bắt toa là sau khi chứng đắc niết bàn, sau khi chứng đắc niết bàn sát tân năng sắp ba đúc khăn quyền quyết cho tí là bởi sự khổ của chúng sanh được tách ra, được tách rời, gọi là viễn ly, được tách rời. Chứ tôi dịch sát nghĩa chữ quy quyết cho tí, động từ quy quyết cho tí có nghĩa là tách rời. Tasma niết bàn là quy về cô, do đó niết bàn gọi là quy về cô là viễn ly, niết bàn được gọi là viễn ly. Cho nên ba từ quy bố khá chỉ cho thánh đạo, ba bố khá chỉ cho thánh quả, và quy về cá chỉ cho niết bàn. Đó là chúng ta giải quyết xong cái đó. Nhưng mà trong này có một câu tóm gọn lại nè. Nibbanang hi patwa, sau khi chứng đạt niết bàn, satta sabbadukkhato
niệm vô chàng tí và vô chàng tí, nguyện vô chàng tí, chúng sanh giải thoát, thoát ly viễn ly khổ, tất cả sự khổ tasma. Do đó gọi chung lại là quy mô khô và mô khô quy về cô tí quật tăng. Là trong cái bài kệ đề cập đến ba từ đó, thì ở trong phần tích văn ba từ trí nghĩa ở trong chú giải giải thích vậy rồi, thì chúng tôi xin trình bày với quý vị. Cái mệnh đề câu hỏi mà vị chư thiên đó, vị trời đó hỏi Đức Phật, ngài có biết cái sự giải thoát, thoát ly viễn ly của các chúng sinh không? Thì Đức Phật ngài trả lời, ngài biết cái sự giải thoát, thoát ly viễn ly cho các chúng sinh, đó là tu tập để đạt đến đạo quả và niết bàn. Tu tập để đạt đến đạo quả niết bàn. Bây giờ bằng cách nào? Thưa quý vị, có bốn vấn đề, có bốn giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất gọi là nan đi phá quá parikhaya, tức là hỷ tái sanh đoạn tận. Giải pháp thứ hai gọi là sanya vinyana sankhaya, tưởng thức được trường dịch. Và giải pháp thứ ba là vedana năng nirodha upasama. Các thọ diệt tịch tịnh. Thì ở đây thưa quý vị, cái ý Đức Phật ngài muốn nói rằng là chỉ khi nào thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn được đoạn diệt, khi đó chúng sanh được giải thoát, thoát ly và viễn ly tất cả các sự khổ. Làm sao để chúng ta có được cái ý nghĩa này, thưa quý vị? Cũng trong chú giải có trình bày tùy theo, ở đây không có cái sự trật tự thứ lớp như chúng ta nói thọ tưởng hành thức, mà ở đây Đức Phật ngài nói trước. Cái gì quan trọng là ngài nói trước là hành quẩn đoạn tận, tưởng quẩn thức quẩn được trường diệt và thọ quẩn được đoạn diệt. Thì thưa quý vị, nói rằng các thọ diệt tịch tịnh thì chúng ta nghe cái câu đó thì chúng ta nói ồ, ở đây thì nói đến thọ quẩn đoạn diệt tịch tịnh thì được rồi. Câu thứ hai, tưởng thức được trường diệt sanya vinyana sankhaya, thì sanya là tưởng,
Mình hiểu là tử quân. Được rồi. Vinyana là thức, đây là thức quẩn, thì hiểu rồi. Như vậy thì thọ, tưởng thức được đoạn diệt, thì bây giờ hành quẩn nằm ở đâu? Thưa quý vị, cái con đầu tiên đang đi phá hóa và đức thầy già hỷ tái sanh đoạn tận, cái đó là chỉ cho hành quẩn. Tại sao? Vì ở đây thưa quý vị, cái chữ Nandi Phá Quá Parikhaya đó được chú giải giải thích là Nandi Mula Kassa Kamma Phá Quá Parikhaya đó. Tức là cái sự đoạn tận nghiệp hữu, chữ phá quá ở đây phải hiểu là Kamma Phá Quá, đoạn tận nghiệp hữu. Mà nghiệp hữu đó thì có Nandi Mula Kassa. Nghiệp hữu đó nó có hỷ tham là gốc. Cũng như khi mà chúng ta nói ở nay Nandiya chát phà quát tí phà quát sát chà tí bí quá tà tí, tức là ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ hỷ, chữ Nandi là hỷ và phá quá là hữu. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến chữ Nandi phá quá, cái thành ngữ này Đức Phật ngài dùng rất là khéo léo. Chữ Nandi Phá Quá phải hiểu là Nandi Mula Kassa Kamma Phá Quá Sát, là nghiệp hữu mà có hỷ tham làm căn gốc, là căn cội. Thì ở đây cái chữ Nandi Phá Quá Sát tức là hỷ tham nghiệp hữu đó, hỷ tham nghiệp hữu, thì cái chỗ đây là chúng ta phải hiểu là tứ vị tha kamma phi sankhara vasena. Hỷ tham nghiệp hữu ở đây là chỉ cho ba loại nghiệp, chúng ta gọi là hành. Tức là phúc hành, tức phi phúc hành, apunya phi sankhara là nghiệp bất thiện. Phúc hành punya phi sankhara tức là nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới. Và Anicca Vissankhara là bất động hành, là cái nghiệp thiện vô sắc giới. Như vậy thì có ba loại nghiệp, nghiệp hành. Tức là nghiệp hành bất thiện gọi là phi phúc hành, nghiệp hành thiện dục giới, thiện sắc giới gọi là phúc hành, nghiệp hành thiện vô sắc giới gọi là bất động hành. Thì cái chữ Abhisankhara đó dùng để giải, ba cái loại hành này dùng để giải thích cho chữ Sankhara.
mà ở trong duy sinh avijja paccaya sankhara sankhara paccaya viññānam, vô minh duyên hành, hành duy cho thức, hành ở đây là chỉ cho avisankhara và chỉ cho tư chetana, tư thiện, tư bất thiện. Hiện thế và tư này nó là đại biểu cho hành quẩn, như nói rằng tiếng vị tha kamma phi sankha ravasena sankhara khantho gahito. Thì ở đây đó, tam nghiệp hành kể như là hành quẩn, kể như là hành quẩn sankhara khantho. Còn trong cái bài kệ mà cái chữ sanya sang sanya nehi tăng samyutta thì kể như hai quẩn đuôi khanh thà, tức là thọ tưởng, tưởng thức, tưởng thức được trừ diệt. Chữ tưởng thức ở đây trong chú giải mới nói rằng đây là kể như là hai quẩn, là tưởng quẩn và thức quẩn. Thì ở đây thưa quý vị, cái này gọi là thọ tưởng hình thức này được gọi là phi sắc quẩn, arupakkhantha nắng, phi sắc quẩn. Thì ở đây Đức Phật là nêu lên hành quẩn trước, Ngài nêu lên hành quẩn trước Nandi Phawa Parikhaya. Hỷ tái sanh đoạn tận, hành quẩn được đoạn, đoạn tận rồi đến tưởng quẩn, thức quẩn và thọ quẩn. Thì ở đây thưa quý vị, cái chỗ này nó có một điểm rất là tế nhị mà chúng ta cũng phải chú ý, là ở đoạn đầu của bài kệ đó, là Đức Phật đề cập đến số ba đi xì sang lý bà năng cách thì tăng hồ thí, là gọi là hữu dư y đế bàn. Bây giờ chưa nói đến cái việc mà kết thúc sinh tử ngay trong hiện tại, khi mà hành quẩn, tức là ngưng cái sự tạo nghiệp, tức là hỷ tái sanh đoạn tận, tạo nghiệp hữu để dẫn đi tái sanh đó, cái hành quẩn đó được đoạn tận, tưởng thức và thọ mà nó tương ưng với phiền não, cái lìa xác và tương ưng với căn bất thiện, akusala mulakam, mulaka tức là tham sân si, tham sân si và các phiền não.
được đoạn tận. Tại sao Ngài không nói đến đoạn tận sắc quẩn? Thưa quý vị, chỉ cần bốn dinh quẩn, chỉ cần bốn dinh quẩn được đoạn tận, đoạn diệt, đoạn trừ, bốn dinh quẩn mà liên hệ đến nghiệp hữu dẫn thì tái sanh đó, đường đoạn tận ngay trong hiện tại, dầu cho hữu dư y niết bàn, thì đối với vị A-la-hán này cũng được xem như là đã giải thoát thoát ly và viễn ly. Chúng ta nhớ cái chỗ đó. Ở đây khỏi cần phải nói là sau khi viên tịch của một vị A-la-hán, Đức Phật là chỉ nói rằng ngay trong hiện tại này, dầu cho thân sắc quẩn còn đó, nhưng mà đối với bốn dinh quẩn liên hệ đến nghiệp hữu tái sanh đã được đoạn tận đoạn diệt, tức là liên hệ đến hỷ tham đó, liên hệ đến hỷ tham nghiệp hữu và liên hệ đến hỷ tham đời này đời sau, rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn đồng sanh với hỷ tham đó cũng được đoạn trừ đoạn diệt, thì hễ như là các danh quẩn đó đã được triệt tiêu thì vị đó đạt đến đạo quả và niết bàn, đạt đến đạo, chứng đắc được đạo thì gọi là Nimokkha, chứng đắc được thánh quả thì gọi là Pamukkha, và chứng niết bàn gọi là Viveka. Thì như vậy chỉ cần hữu dư y niết bàn cũng đã là giải thoát, thoát ly và biển ly rồi. Chúng ta thấy rõ ràng là ở đây đó, Đức Phật Ngài không có cho chúng ta, không có cho chúng ta ăn cái bánh vẽ. Cũng như khi Ngài giảng về những cái pháp đem đến hạnh phúc, Ngài không có hứa hẹn là hãy làm như vậy, hãy hành như vậy, sau khi chết sẽ được sanh về một cái cõi xa xôi nào đó, có đầy đủ sự sang cả, quyền quý, được cao sang với Vân Ngạn có nói. Mà Ngài chỉ rằng nói rằng hành cái pháp đó ngay trong hiện tại là được lạc trú, gọi là xuất khẩu quy hà đó, được lạc trú, thiết thực hiện tại ở chỗ đó. Cũng như khi mà nói đến sự giải thoát, Ngài không có nói rằng bây giờ hãy ráng tu đi rồi trong tương lai sẽ được giải thoát, thoát ly viễn ly, Ngài không có nói. Mà ngay trong hiện tại chỉ cần là nghiệp hữu tương ưng hỷ tham là nhân tái sanh, được đoạn tận, tưởng thức, tưởng quẩn và thức quẩn, luôn cả thọ quẩn, mà nó tương ưng với nghiệp hữu đó cũng được trừ diệt, đoạn diệt, tịch tịnh, bao nhiêu đó đủ giải thoát rồi, gọi là giải thoát ngay trong hiện tại, giải thoát ngay trong hiện tại. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu là ở trong cuộc sống này, cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết để thoát khỏi cái khổ, không phải là chúng ta giải quyết cái thân này, cái thân sắc của này, không cần phải giải quyết, không cần phải tự bầm, tự đánh đập, tự chém, tự cắt tay, cắt chân, cắt thịt, cắt da, khỏi cần. Bởi vì cái sắc quẩn này nó không phải là vấn đề quan trọng, mà cần phải hiểu rằng cái cuộc sống này
Nó là một tiến trình của thọ tưởng hành thức. Thế giới này là thế giới của thọ tưởng hành thức. Ở trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta nói đến cảm thọ, thì chúng ta phải hiểu rằng là cuộc sống này là một chuỗi dài của cảm thọ, khổ lạc, phi khổ phi lạc, hay là khổ lạc ưu hỷ xã. Và nếu là cái khổ thân, khổ tâm, khổ tâm tức là cái sự ưu phiền, còn khổ thân là cái sự đau đớn của cái xác thân này, gọi là khổ thọ. Thì hễ cái gì mà nó không được như ý, bất toại nguyện, thì cái đó nó thuộc về khổ của còn lạc ở đây cũng có hai, tức là lạc thân, lạc thuộc về thân và lạc thuộc về tâm. Lạc thuộc về thân tức là cái sự thoái, sự dễ chịu của thân xác, như là chúng ta được trời nắng nóng như vậy mà chúng ta được ngồi ở trong mát, thì như vậy cái thân được thọ lạc, được nằm ngồi ở trên một chiếc ghế hay là nằm trên chiếc giường êm mềm dịu và trời lạnh, mà được nằm ở trong cái chăn ấm, thì cái cảm thọ đó là cảm thọ lạc thuộc về thân. Còn lạc mà thuộc về tâm đó, như là cái tâm hân hoan, cái sự hoan hỷ, cái sự vui thích khi mà gặp cảnh tốt, gặp cảnh hài lòng, và phổ phi lạc hay là thọ xả, tức là cái cảm giác bình thường. Thì chúng sanh ở trong đời đó, khi họ bị khổ, họ không ý thức được cái khổ đó. Khi họ được lạc, họ cũng không ý thức được lạc đó. Và khi sống bình thường, họ cũng không ý thức được cảm thọ xả được. Thọ khổ khi mà nó phát sinh lên khổ thân và khổ tâm, thì khổ đó gọi là khổ dukkha dukkhang. Còn thọ lạc cũng gọi là khổ khi mà thọ lạc đó nó bị biến mất, gọi là parinatta dukkhang. Còn thọ xả hay là phi khổ phi lạc, nó là nó cũng sanh khởi một cảm thọ, nó thuộc pháp hữu vi, do đó cho nên nó mang cái tính biến hoại vô thường. Thì như vậy nó cũng là khổ, nhưng mà cái này gọi là sankhara dukkha, là hành khổ. Thì như vậy từ sáng cho đến tối,
lúc nào chúng ta cũng bị bao trùm bởi những cái cảm thọ không bình thường thì lạc, mà không lạc thì khổ. Rồi khổ này nó đến đi tìm cái lạc khác để mà đắp đổi, để mà khỏa lấp cái kia đi. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta là cái cuộc sống của thọ, cái cuộc sống của tưởng. Ở trong cái cuộc sống này thưa quý vị, có những cái mà chúng ta đã từng thấy, từng nghe, từng ngửi, từng nếm, từng đụng, từng suy nghĩ. Ngay cả việc mà chúng ta học hành thành tài đủ đạt, khi mà chúng ta có được những cái kiến thức, cái kiến thức cũng chẳng có mới mẻ gì. Cái kiến thức đó chẳng qua là chúng ta lượm lặt cái kiến thức cũ của thầy, của các vị thầy, các vị giáo sư truyền dạy cho chúng ta thôi. Rồi chúng ta nhớ lại là thầy đã dạy như vậy, nhớ lại thầy đã dạy như vậy, thì gọi là cái, lấy cái đó để chúng ta làm cái mới, gọi là mình hiểu biết. Thì mình tưởng là mình hiểu biết cái mới, nhưng thật sự ra mình biết lại cái cũ đã được nghe. Ở trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta đã ăn cái gì ngon thì bây giờ khi gặp cái đó thì chúng ta thích thú, là tại vì tưởng khi mà chúng ta có người thì họ thích buổi bình minh, có người thì họ thích cái buổi hoàng hôn, có người họ thích ngồi dưới đêm trăng, vân vân. Tất cả những cái đó, tại sao chúng sanh có những sở thích như vậy? Là tại vì tưởng mà ra, vân vân. Như vậy mới gọi cái cuộc sống này chỉ là đời sống của tưởng, của hành. Ngoài cái nghiệp hữu mà đã được nói ở đây, là cái yếu tố sản sinh ra cái sanh hữu khác, thì ngoài ra đó chúng ta còn có tất cả là 49 tâm sở, hay là 49 thuộc tính. Ngoài tư là hành quẩn, ngoài tư tức là nghiệp hữu. Năm mươi hành quẩn mà ngoài tư nghiệp hữu ra thì chúng ta còn 49. 49 trong đó có những thuộc tánh tự tha, có những thuộc tánh bất thiện, và có những thuộc tánh tình hảo. Thì ở trong cái cuộc sống này, con người nếu mà không làm thiện thì làm ác, không khởi lên tâm tốt thì sẽ khởi lên cái tâm xấu. Khi mình nhìn thấy cảnh sắc, chúng sanh khi mình nhìn cảnh sắc, một là nhìn bằng cái tâm thiện, hai là chúng ta nhìn bằng cái tâm bất thiện, tham hoặc sân hoặc si, cứ như thế. Bởi vì phàm phu chúng ta cái tâm động lực có bao giờ là động lực duy tác đâu, có bao giờ động lực tố đâu. Chỉ có vị A-la-hán thì mới là động lực tố, kriya chovana, cái tâm tố, tâm duy tác là vượt ngoài thiện ác, tốt xấu. Còn như phàm phu của chúng ta thì một là thiện, hai là bất thiện thôi. Cái tâm động lực trong lộ trình tâm thấy, nghe, ngửi, đếm được và suy nghĩ. Bởi thế mới nói rằng
cái thế giới này, cái đời sống của này của chúng ta là đời sống của hành quấn, rồi của thức quấn. Thưa quý vị, tùy theo cõi, nhưng mà riêng về cái cõi dục giới của chúng ta đó, thì luôn luôn chúng ta sống với năm giác quan bắt ngoại cảnh, và cái giác quan thứ sáu tức là bắt cảnh pháp. Năm giác quan đó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, thấy, nghe, ngửi, nếm được. Rồi nếu như lúc nào mà mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, thì lúc đó là cái ý thức hệ của chúng ta suy nghĩ. Chỉ có khi mà chúng ta ngủ thì trong cái tiềm thức sau quan giác thì không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ thôi. Còn bình thường thể tâm khách quan sinh khởi thì nó phải diễn ra những cái lộ trình tâm ngũ môn, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hoặc là lộ trình tâm ý môn là suy nghĩ cảnh pháp, vân vân. Như vậy thì chúng ta trong cái cuộc sống này nó chỉ là một mớ bồng bông mà Đức Phật Ngài gọi là nó rối như cái tổ kén. Bởi vì khi mà bốn dinh quẩn hoạt động thì nội cái duyên trợ cho nó, duyên trợ cho bốn dinh quẩn nó sanh lên cũng đã là rối rồi, còn nói chi là cái sự nhiệt não của tham sân si. Khi một người khác tu tập thì họ có thể để giữ được bình tĩnh khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, khi cảm thọ, thì tâm, thì hành quẩn sanh khởi là họ biết hướng tâm đến cái gọi là thiện, là tốt. Như vậy thì tạm thời lửa tham sân si tắt, ba ngọn lửa lòng đó nó tắt đi. Còn nếu không thì chúng ta là phải bị khổ đau khi mà vì thọ, vì tưởng, vì hành, vì thức mà chúng ta bị chi phối trong cái cuộc sống này. Thế cho nên trong cái cuộc sống này Đức Phật Ngài mới dạy rằng là cô du ha so ki ba nan đô đi chẳng bất chi lệ tì tít anh thắc ca rê đã ô nát tha nát đi bằng gwes thác cười gì hân quan gì khi đời mãi bị thiêu, bị bóng tối bao trùm, sao chưa tìm ngọn đèn. Ở pháp cung kinh Đức Phật này giải gì? Cuộc sống của chúng ta là luôn luôn bị bao trùm trong bóng tối vô minh, và chúng ta bị mãi bị thiêu đốt bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa già, lửa bệnh, lửa chất. Những cái ngọn lửa đó nó bao vây, và do đó cho nên khi nào mà chúng ta chưa có diệt tận được cái gọi là hành quẩn nghiệp hữu dẫn đi tái sanh đó, chưa có diệt tận được tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn tương ưng với hành quẩn đó thì chúng ta chưa được giải thoát. Mà khi nào đã được đoạn tận, đoạn diệt, trừ diệt rồi thì lúc đó được xem như là chúng ta đã chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Và hễ đã chứng đắc đạo quả Niết Bàn thì đó được gọi là giải thoát.
gọi là ly, gọi là viễn ly, khỏi các, khỏi mọi sự khổ đau ở đời. Ý nghĩa của bài kệ mà Đức Phật Ngài đã trả lời cho vị thiên nghe, khi vị thiên đã hỏi Đức Phật, Ngài có biết cái sự giải thoát, thoát ly, viễn ly cho tất cả chúng sanh không, cho các chúng sanh không? Đức Phật nói là biết. Rồi Ngài mới dạy cái bài kệ trên. Thì trong bài kệ này, thưa quý vị, ý nghĩa chỉ có bấy nhiêu mà chúng tôi cố gắng để đọc trong chú giải, trong sớ giải, và giải thích cho quý vị nghe cái bài kệ đó. Hy vọng rằng chúng ta sẽ nghe xong như vậy, chúng ta nhìn lại cái bài kệ, đọc bài kệ là chúng ta hiểu là ở đây, trước mắt của chúng ta, chúng ta chưa được giải thoát, là bởi vì bốn danh quẩn liên hệ đến nghiệp hữu tái sanh chưa đoạn tận. Khi nào chứng đắc được đạo quả rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới được gọi là giải thoát. Thì đây là cái bài học mà chúng tôi xin được trình bày hôm nay. Thì chúng tôi trình bày có bấy nhiêu thôi. Cái ngày ngày dạy Bali thì chúng tôi cũng dạy tới chừng này, rồi Thượng Tọa Giáo Đẳng sẽ dạy phụ, giảng phụ đạo tiếp với chúng tôi một giờ sau. Thì bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu. Mà Thượng Tọa Thầy Siêu đi thỉnh Thượng Tọa trả lời cho một câu rồi thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Phần còn lại thì sư đệ với sư Tế Quyền và chư tăng khác sẽ tiếp tục. Mà Thượng Tọa Thầy Siêu là người Phật tử Bắc Tông, không nói chỉ Phật, ngay cả Phật tử Nam Tông có khi cũng khó phân biệt đạo và quả. Mà ngay cả có những người học Thánh Pháp, nghĩa là tâm quả thì có trạng thái giống tâm đạo thôi. Nhưng mà ta hỏi rằng nếu tâm đạo tâm quả giống nhau, tại sao chúng ta phải phân biệt đạo và quả? Thì xin Thượng Tọa hoan hỷ cho lời giải thích về điểm này, rồi sau đó thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Kính bạch chư tăng thưa quý vị, thật ra đó, thì giống nhau là giống ở cái thuộc tánh tương ưng, cũng đều có 36 thuộc tánh tương ưng, và đối tượng của tâm siêu thế, tức là cảnh của tâm siêu thế là niết bàn, nó giống nhau ở chỗ đó, nhưng mà khác được đạo thì mới đắc được quả. Không thể nào chưa có tâm đạo mà lại phát sanh lên tâm quả sự thế. Nếu mà chưa được đạo dự lưu thì quả dự lưu không có. Chưa đắc được đạo nhất lai thì quả nhất lai không có. Chưa đắc được đạo bất lai, tức là Anaham, thì quả bất lai chưa có. Chưa đắc được quả A-la-hán, đạo A-la-hán thì quả A-la-hán không có. Nhưng mà nếu như không thể nào chỉ có đắc đạo không cần đắc quả, cái trường hợp này không thể có. Bởi vì cái tâm đạo nó sinh khởi
cái sát na tâm đạo diệt rồi thì hỗ trợ cho tâm quả sự thế sanh liền kề theo bằng cách gọi là anantara patiya, tức là vô gián duyên. Thì ở đây thưa quý vị, cái vô gián duyên ở trong trường hợp này đó là chúng ta phải hiểu như thế này, là khi mà khi mà cái tâm đạo đó nó sanh khởi trợ cho tâm quả bằng cách liên tục như vậy, cái quy luật này không thể dừng ngang ở chỗ đó, mới được gọi là sammata nijata dhamma, tức là pháp cố định phần chánh, pháp quyết định phần tính. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng mặc dù tâm đạo và tâm quả có trạng thái giống nhau ở những cái thù tánh tương hợp, có trạng thái giống nhau ở đối tượng cảnh duyên, tức là niết bàn, mặc dù giống nhau như vậy, nhưng mà nói trên phương diện duyên hệ thì tâm đạo bao giờ cũng là năng duyên và tâm quả bao giờ cũng là sở duyên trong vô gián duyên hay là vô gián nghiệp duyên. Lại nữa, nó khác nhau ở chỗ điều này. Ở trong bài kinh Sanghiti Sutta, kinh Phúng Tụng, hay là ở trong cái bài kinh Đa Sutra, kinh Thập Thượng, khi mà nó đề cập đến hai pháp cần ở sanh khởi, thì ở đây đó, thì tâm đạo, trí thánh đạo được gọi là khả dê nha năng, mà trí thánh quả gọi là anupadi nha năng. Khả dê nha năng tức là đoạn tận trí, và anupadi nha năng tức là vô sanh trí. Nghĩa là cái tâm đạo nó có cái mãnh lực là sát trừ phiền não, còn cái tâm quả đó, tâm quả siêu thế thì trí thánh quả nó có cái mãnh lực là nó làm cho phiền não nào đã đoạn trừ rồi là nó vĩnh viễn không tái khởi nữa, không tái khởi nữa. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự khi xưa, ngài thí dụ về tâm đạo tâm quả, ngài thí dụ giống như là một người mà họ đi phát cỏ ở trên thửa, tay phải thì cầm cái phản, tay trái thì cầm cái cù nèo. Chắc nói vì quý vị Phật tử chúng ta ai ở miền Tây chắc biết, mà riêng về Thượng Tọa Giác Đẳng thì chắc rành lắm. Thượng Tọa Giác Đẳng với chúng tôi sống hồi nhỏ dư quê miền Tây biết rồi. Tức là cái phản chém tới trước, cỏ nó ngã rạp thì cái cù nèo kéo lại dọn dẹp cho nó sạch sẽ, kéo qua một bên để dọn cái lối cho nó sạch. Thì như vậy cái cù nèo mà vẹt cỏ qua một bên đó để cho nó trống trải đó,
thì cái đó cũng giống như ví dụ giống như là tâm tâm quả sự thế. Còn cái phản để mà phát, để mà phát đứt cái đám cỏ, đám cỏ lát ở phía trước cái lối đi trên thửa ruộng đó, thì đó cái phản đó cũng ví dụ giống như là, giống như là cái giống như là tâm đạo vậy. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đưa cái thí dụ về cái phản và cái cù nèo, thì chúng ta thí dụ một cặp. Và nếu mà chúng ta thí dụ như là cái lưỡi hái đó, thì chúng ta phải thí dụ cánh tay, cái bàn tay. Cái tay mặt thì cầm cái lưỡi hái cắt, thì cái tay trái thì gom, tay trái gom lại. Chứ không có ai mà cầm cái lưỡi hái mà đi cắt cỏ, cầm cù nèo theo mà móc hết. Cho nên hai cái đó chúng ta phải thí dụ từng cặp mới thí dụ về đạo quả được. Thì do đó ở đây tâm quả có trạng thái giống như tâm đạo, nhưng mà khi mà phân tích ra thì chúng ta thấy có trước có sau và có đặc tính. Cái này là tâm đạo là việc này, thì tâm quả là việc khác. Mỗi cái có cái khác nhau, chứ không phải là, không phải là giống nhau. Nhưng mà hễ không có cái này thì không có cái kia, mà hễ có một cái thì không được, phải có đủ cả hai. Không thể nào chưa có tâm đạo mà lại có tâm quả được, mà không thể nào có tâm đạo rồi không cần tâm quả, không phải. Nghĩa là nó trở bằng cách là vô gián nghiệp duyên, thì trong trường hợp này là phải có thôi. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sao thú cái chuyện trừ tập thầy sư. Bây giờ thỉnh sư huynh đi nghỉ, phần còn lại sư đệ với chư tăng sẽ lo. Và chư tập thầy quyền thượng tọa có ở trước máy mà thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thầy quyền nghe được, dạ. Chư tập thầy quyền hồi chúng ta còn ở miền quê đó, hồi nhỏ đó người ta sợ không đầu thai lắm. Dạ. Ví dụ mình đi chung ngang cái xào quần áo, hay là ai lấy cái chổi đập trên đầu nó, đập như vậy không có đầu thai được. Mà mình nghĩ rằng đầu thai đó là một chuyện rất là tốt, mà không đầu thai là một điều rất là bất hạnh. Nhưng mà ở trong kinh Phật mà khi mình nói rằng không có luân hồi sanh tử, không có tái sanh nữa đó, thì có nhiều người nói rằng ô, dù có khổ đến đâu nữa nhưng mà cho sinh được, cho sinh được, được tiếp tục luân hồi sanh tử, chứ chấm dứt sinh luân hồi sanh tử là thấy buồn quá. Thì nó có thể chia sẻ một vài suy tư ở về điểm này không? Không tái sanh có phải là điều bất hạnh chăng? Cứ tỉnh thường rồi. Nam mô Bổn Thầy, và Nam mô Tham Ma, và Nam mô Sanh Khai. Và thưa đại chúng được nghe rõ, và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng. Thân tâm minh hạnh đến Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và có thể nói ra đây là một điều mà nếu chúng ta xét về cái cạnh về Phật Pháp, về Đạo đó, thì đó là một điều mà không tái sanh mà chúng ta sợ. Thì một người mà sợ rằng mình không được tái sanh đó, thì nghe nó tức cười. Tức là chúng ta tu tập để chúng ta mong làm sao nó không còn hiện hữu, không còn sinh tử khổ đau, mà muốn tái sinh nữa, thì đó là một chuyện nghe nó rất là lạ. Những điều ngược lại ở trong cuộc đời, ở đời thì không hiểu một cách rõ ràng,
Bởi vì quả thật thì họ do ái làm nhân, do ái làm duyên, cho nên họ muốn sống, chứ họ không muốn được. Họ cho rằng tự nhiên cái mục tiêu không còn cái gì của đời sau này nó sẽ đi như thế nào, thì họ rất là sợ chết. Mà cũng như nghĩ rằng sẽ chết rồi không biết mình đi về đâu, mà chết rồi không biết được, không có được đi đâu. Cái chuyện họ nghĩ rằng không được đi đầu thai, tức là mình nhốt, bị giam, bị cầm, bị giam hãm lại, hay là bị bức bách, cứ như thế là không có thể nào mà thoát ra được, có thể được tự do được. Họ cho rằng đi đầu thai, nó là đi đầu thai, một sự tái sanh để đi đầu thai tiếp tục nữa, thì đó là một điều mà bình thường. Và họ cứ nghĩ rằng là người thì chết, coi như sẽ đầu thai lên làm người, cho nên nó thà là thôi. Bởi vì cho nên họ mới nghĩ họ nguyên sinh mới chết đi, họ mới tự sát thôi, họ mới tự tử, hay là họ buồn chán quá cái họ bất chấp, họ đối diện, họ nghĩ rằng là họ chết để có một sự thay đổi cho kiếp sau của họ, nó kiếp sau họ sinh ra làm người nó may mắn hơn. Luôn luôn con người mình có một cái thường kiến nó sai lầm, đó chính là chúng ta nghĩ rằng chúng ta chết là chúng ta sẽ tiếp tục được đầu thai làm người. Đây là một lý thứ nhất, mà cho nên họ nếu mà họ không tái sanh thì họ cho đó là một sự bất hạnh. Bởi vì họ cho rằng là họ cho rằng là chính là bất lợi. Nhưng sự thật kính thưa quý vị, đây là một điều mà họ hiểu sai lầm. Tất cả nhiều khi ở trong tam giới này chúng ta đi chỗ nào thiếu, chỉ ngoài trừ chỗ mà coi như là cõi ngũ tịnh cư, năm cõi ngũ tịnh cư của phiền của nhiều thì nghiền tiện kiến sắc cú cánh, thì năm cái cõi đó chúng ta không đi qua, chứ trong tam giới này đi hết trơn, chỗ nào cũng tới. Cho nên gọi là cõi thánh, mà chúng ta gọi là cõi thánh thánh hữu học. Còn tất cả mọi nơi chúng ta đi qua, từ khổ cho tới cả cái cao cả nhất, đó là phi tưởng xứ cũng tới rồi. Nếu ở trong dòng sanh tử thì cũng như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu một cái như thế thì họ mới không là lạ. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta được tái sinh là một điều mà nó phải một điều may mắn, là một điều tốt đẹp. Mà quả thật kính thưa quý vị, không ai có cái quyền không cho chúng ta đi tái sinh. Còn cái chuyện mà cái chuyện mà sợ là, hay là nói cái chuyện, bởi vì bên Phật giáo Nam truyền không có tin rằng 49 ngày mới đi đầu thai. Bởi vì nếu chúng ta học ví dụ pháp thì tâm tử kết thúc là tâm tái tục xuất hiện rồi, là dựa theo cái nghiệp quả của chúng ta, nó như là một cái dữ liệu mà nó được quân tập, nó đã được gom góp rồi, giờ phút cuối cùng thì nó enter lên thì nó ra kết quả thôi, thì do hành động thiện ác của chính chúng ta tạo thôi. Thì đó là cái tinh thần đó, thì nó như là một cái đáp số, mà cuối cùng thì chúng ta giờ tử, chúng ta nó sanh giờ tử như thế nào thì giờ sanh nó sẽ như thế đó, nó sẽ sanh cái mà tử cái tâm khổ đau thì sẽ sanh vào cái cảnh khổ đau, mà tử cái tâm và cái tâm mà nó tốt đẹp thì sẽ được trời tạo qua cái cảnh giới tốt đẹp. Cho nên cái điều mà nói rằng nếu mình không tái sanh là một điều bất hạnh, mà chúng ta cứ suy nghĩ ở một cách, tức là ở một cái đơn giản của biết, mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì rất là tội nghiệp. Bởi vì càng tâm cầu sanh hữu địa đến năm uẩn này có mặt xuất hiện thì ngày đó sẽ còn đau khổ. Bởi vì kính thưa quý vị, bởi vì hữu có mặt thì toàn bộ các tập khởi sẽ có mặt. Bởi vì hữu có mặt thì sẽ có sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não, mà khi hữu không còn có mặt nữa thì hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì không còn già chết sầu bi khổ ưu não nữa, chấm dứt. Cho nên vì vậy là hiện hữu hay là còn ngũ uẩn này hiện hữu trên cuộc đời, tức là hữu vi pháp nó còn thì phải có cái sự vô thường, có sự khổ não, có sự vô ngã. Thực ra thì chúng ta sanh ra trong cuộc đời bởi vì chúng ta bị cái sự dây trói buộc của ái,
Cho nên có những người cha, có những người mẹ, có những người anh, có những người em, có những người chị, hay chúng ta có vợ chồng con cái gì đó, đó là một sợi dây. Tại sao gọi là một sợi dây ái? Nó trói buộc, nó khổ đau cho chính chúng ta thôi. Mà vui thì ít, mà khổ thì nhiều. Đó là giá trị sự thật. Mà con người tưởng rằng là mình nghĩ rằng là mình được tái sinh đó, đó là một điều hạnh phúc, đó là điều may mắn. Còn không được tái sinh là một điều bất hạnh. Và chúng ta hiểu sai. Bởi vì ở trong cuộc đời này, cũng như bây giờ, mình có những cái mình sướng mà không biết mình sướng. Còn có những cái mà người muốn là người ta muốn cái khổ của người ta. Hay kính thưa quý vị, người ta chấp nhận cái, để mà ai mà biết được cái của chúng ta. Thí dụ bây giờ nó chuyện đơn giản thôi. Chẳng hạn ta là nếu mà là con trai lên mà không có vợ, con gái không có chồng thì đó là một bất hạnh. Nhưng sự thật ra đứng trên cái nhìn của Phật pháp đó, thì người mà không có vợ, trai không có vợ, gái không có chồng thì đứng trên cái người đó là cuộc sống của họ nó được hạnh phúc. Nhưng để nói về đời thì là nếu như mà trai không vợ mà gái không chồng là cũng như là họ cho là con người này nó vô duyên, mà nó bạc phước bạc phận, vân vân, không có con không có cái, thì quả thật nếu họ không con không cái thì họ không phải gây những cái chủng tử nó đau khổ, mà họ cũng phải lo lắng nhiều. Bây giờ quý vị nghe cũng y như một tình huống kiểu này nè. Bây giờ quý vị có con thì quý vị phải khổ vì con, có chồng phải khổ vì chồng, có cháu phải khổ vì cháu. Bây giờ không có chồng không có vợ thì không khổ vì vợ, không khổ vì chồng, không khổ vì con, không khổ vì cháu. Nhưng ngày nào ai có hiểu được cái điều đó? Người ta cứ sợ cuộc đời. Sợ cuộc đời cho rằng chết rồi, nếu tôi không có con vậy là người ta sẽ tốn của con, người ta sẽ cho tôi là người bạc phước bạc duyên. Hay là cứ nghĩ rằng là thôi kệ, mà cũng kia ráng kiếm tấm chồng, ráng kiếm mộng con để mai mốt nó cố nó nuôi mình, già cả nó cũng ngủ nghỉ, nó cũng săn sóc, nó lo lắng cho mình, nó có người thừa tự ngang khối mình. Nếu mình suy nghĩ một cách tức là nó hơi thì quá là an toàn cho mình rồi. Nhưng bây giờ có ai mà lo cho mình? Bây giờ đừng có nói chi quý vị ở nước ngoài là chắc chắn đưa quý vị vô trại dưỡng lão hết trơn. Mình chết thì nào không biết nữa. Chứ đừng có mình nghĩ rằng mà về sau mà nó có thể mà nước nó chảy xuôi chứ nó không có chảy ngược đâu. Đúng vậy đó. Thì trả nợ trần ai mà. Trả nợ trần ai. Thì quý vị cũng quên cha, quên cha, quên mẹ. Giờ con nó cũng quên mình. Thôi là chuyện nó chỉ tất nhiên nó phải vậy rồi. Thì có vợ lo cho vợ, có chồng lo cho chồng, rồi có con lo cho con. Rồi thì thế là cha là mẹ là trả nợ tình ai. Thì cũng như bây giờ chúng ta biết là mẹ mình bỏ ông nội bà nội mình, ông ngoại bà ngoại mình, thì bây giờ nó cũng như thế đó. Thì mình cũng quên mẹ mình luôn. Thì nếu người nào mà có gọi là có hiếu thảo một chút xíu, chúng ta gọi là bị thương, là cho tiền chút xíu và chăm sóc chút xíu, là chẳng hạn hỏi han là mô Phật đó. Cái đó cũng thuộc về coi như là quý tử, cũng thuộc về là người con hiếu thảo, người con tốt đẹp rồi đó. Chứ còn giờ nó như chưa hề quen nhau đó. Nó cảm thấy rằng cha mẹ già nó không có đồng cái thời buổi. Cha mẹ già mà không biết lo, ở đâu ở yên chỗ đi, chứ nó đi thì nó muốn đi mình, nó muốn đi với vợ với con nó chứ. Mà dẫn cha dẫn mẹ theo nó là một cái gánh nặng vân vân. Thì quả thật đó chính là một cái, chính con người mình hiểu sai cho đó. Chứ mình đã vào rồi, nó mình đã phải lỡ vào rồi thì coi như các cắn câu biết đâu mà lỡ, chim bồ lòng biết thở nào ra. Coi như đã coi như là đã là như thế rồi thì chính vì cái đây là một sự khổ đau mà chúng tất cả chúng sinh phàm phu phải chịu như thế thôi. Nếu mà chúng ta biết trước được cuộc đời như vậy thì nó đâu có như thế. Nhưng cuộc đời này ai mà hiểu biết được một cách trọn vẹn như thế. Đây là sự thật không? Ai mới được như thế. Sự thật chứ bây giờ
đừng có nói ở trong nước ngoài nước gì cũng như thế thôi. Cho tiền cha mẹ thì cứ như là cho tiền phát lương, cứ như phát giờ tới giờ thì phát cho cha cho mẹ thôi. Thì chính vì chúng ta cứ hy vọng như vậy, nó nuôi mình, nó đâu có nuôi mình, nó lo cho mình đâu có lo cho mình. Rồi bây giờ cũng vậy, như rồi bởi vì chúng ta cho đó, thí dụ bây giờ có con, à bây giờ nếu vậy thì chúng ta mới nói rằng bây giờ nếu chúng ta có con hay là một điều hạnh phúc hay là điều là cái điều bất hạnh. Vậy thì không có con là một điều hạnh phúc chứ tại sao mà bất hạnh? Với chúng ta khổ phải khổ. Bây giờ nếu có chồng mà phải khổ đau như thế thôi, có chồng làm gì? Có vợ mà phải chịu như vậy thì thôi, không có vợ. Thì chỉ nếu chúng ta rút, chúng ta sắp xếp, chúng ta đúc kết lại thì bây giờ nó là một chuyện khác này. Cũng như có người không sợ tái sinh, đó là một điều không được tái sinh, đó là một điều bất hạnh, có phải không? Thì chính vì chúng ta hiểu sai chỗ này, cứ nghĩ rằng hiện hữu đó thừa kể nó còn gì đó nó cũng được đi. Như chúng ta biết đó, là họ đang bệnh, họ tuyệt vọng vì những cái chứng bệnh nan y, nhưng họ vẫn muốn sống. Tại vì sao vậy? Tại vì họ sợ chết, không biết sẽ đi về đâu, không biết sẽ như thế nào nữa, không biết hoàn cảnh nó ra sao, được phán xử như thế nào, được suy xét như ra sao. Còn những con người đó là mà chúng ta nhớ lúc là khi chúng ta nằm ở đó đó, chúng ta hoảng sợ, chúng ta lo lắng, đó là như vậy thôi. Đây chính là một điều mà tất cả chúng ta hiểu biết được như vậy thì chúng ta hạn chế được, chúng ta giảm thiểu được, chúng ta đơn giản được một cái điều gì đó. Còn hiện hữu là còn đau khổ, còn tái sinh là khổ dài dài. Bởi vì khi nào mà ngũ uẩn còn có mặt thì cái đó, khi đó phải bị cái gì? Bị sự tàn lụy, cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết. Khi hữu có mặt thì phải có toàn bộ tập khởi của quẩn này có mặt. Khi hữu có mặt thì sẽ tập khởi của quẩn có mặt. Mà khi ngũ quẩn này có mặt hay là quẩn có mặt thì tất cả đau khổ sẽ vô thường, khổ não vô ngã, nó sẽ xuất hiện ra thôi. Đấy là một điều mà nếu chúng ta không còn tái sanh thì đó là hạnh phúc, mà đó là một điểm đến, điều cao cả vô cùng. Nhưng nếu mình theo thuốc thế thường, chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy. Đây là một điều mà chẳng những làm đó là người ta hiểu sai trên tinh thần này. Vì kính bạch thượng tọa, đó là chính là con có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì bộ cần bổ túc từ kính cũng thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ kính trường sư tọa Tây Quyền. Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông đang ở trước máy, xin thỉnh sư Nguyên Thông trả lời cho cô thổ lực số 3. Một lần nữa xin được hỏi sư Nguyên Thông có ở trước máy và nghe được không? Chứ vì dường như sư Nguyên Thông không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Tây Quyền ấy, nếu thưa tỏ còn ở trước máy xin thỉnh thưa tỏ khoan hỷ trả lời cho cô số 3, rồi sau đó thì sẽ có vài lời sau cùng để đúc hết. Không biết dạ thưa lúc Tư Quyền, có nhiều khi chúng ta thấy người ta nói là thà chịu khổ hơn chịu lỗ. Mình nghĩ rằng sanh tử thì nó cũng có đau khổ nhưng nó cũng có cái vui. Nếu mà đem cân thân ra thì cái vui của năm quẩn với khổ năm quẩn cái nào nhiều hơn? Cái câu hỏi thì nghe nó cũng kỳ, nhưng mà xin thỉnh thưa tọa Tư Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính lễ chư tăng, kính chào quý vị. Nhưng mà bây giờ cái điều này đem một điều mà nếu chúng ta đó, chúng ta hiểu về cái lý Phật pháp, cái khổ của năm muộn có lớn hơn cái vui của năm muộn không? Thì nếu chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta là phải rồi đó. Nhưng mà đáp về cái ý nghĩa của tinh thần của Phật pháp. Nhưng nếu tinh thần á, của cuộc đời á, có nhiều người họ nói rằng, đành rằng là cái khổ nó cũng có, nhưng cái vui nó cũng có, nhưng họ chịu kệ, có khổ có vui. Có khổ có vui, nhớ nha, cái điều này nó lạ chứ. Cũng như bây giờ quý vị, nó cũng điều lạ lắm quý vị. Là khi mà người ta làm á, người ta nghĩ thí dụ mình ước cầu sanh hữu trong tương lai đó, mình làm thiên, mình làm thần, mình làm thánh, mình làm ông, mình làm bà, thì nó rất là tốt. Còn nếu như chúng ta bảo mà bây giờ tu mà để giải thoát đi, họ rất là sợ. Nó tu không hưởng gì hết, làm nó không hưởng gì hết, làm nó có cái quả, nó có cái quả cũng vui chút. Chúng ta thấy chưa? Vậy chính vì sao vậy? Họ biết là khổ, nhưng họ cũng chọn cái khổ, chọn cái vui để gọi là có một cái tầm cầu, có cái ước mong. Họ cũng vẫn thấy cái sắc quẩn này nó phải già, phải bệnh, phải khổ, phải chết như vậy. Nhưng chúng ta thấy họ vẫn muốn một cái sắc quẩn mới để nó trẻ, để nó tốt. Họ cũng trốn cái khổ mà tìm cái vui. Dầu cho họ biết hay ngay cả cái khổ của năm quẩn nó già nua đối với cái người già, nhưng mà cũng trốn tránh né để họ có thể làm cho nó trẻ lại, nó tươi lại, nó trẻ lại, nó đẹp lại. Thì cái đó là ta tầm cầu cái vui. Ở trong năm quẩn bây giờ nó vượt qua một cái sức sống, nó tràn trề, nó trẻ khỏe rồi. Bây giờ nó sắc thân này nó cái tuổi trung niên rồi, đến cái tuổi lão niên rồi, thì biết rằng cái khổ của năm quẩn nó rất là mệt mỏi. Nhưng phải nói rằng sắc thọ tưởng hành thức này làm sao mà nó trẻ hơn chút xíu. Và chắc chắn rằng họ vẫn biết nó khổ. Chúng ta nhớ là ta biết khổ, chúng ta không biết. Nhưng họ trốn tránh cái khổ. Cho nên hỏi rằng cái khổ của năm quẩn có lớn hơn cái vui của năm quẩn không? Chắc chắn rằng cái khổ của năm quẩn nó phải lớn hơn cái vui của năm quẩn. Nhưng họ vẫn chấp nhận ẩn nhẫn chờ thời để cái khổ của năm quẩn này nó kết thúc, để mà có cái vui chút xíu nó cũng được. Thí dụ chúng ta nói về ở trong cái thức quẩn chút xíu thôi, thí dụ bị cái tâm này, khi mà bị người ta xúc phạm, khi người ta cưỡi nữ mình, mang cái đau khổ của cái danh quẩn đó, rồi họ rất là vui thích khi mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cái chỗ này đến khi họ chờ, đến cái lúc mà họ trả thù họ cảm thấy vui. Nhưng họ đâu có biết rằng trong 10 năm đó, đến tới năm thứ 10 thì nó rất là đau khổ. Hay là trong cái tư tưởng của chính họ đó, mình thù, mình ghét người ta, đó là cũng là một cái vui. Có nghĩa là mình trừng phạt người ta. Thì cái điều này nó lại là cái nó vừa một cái ái của chính họ, và nó xen đi một cái sự phẫn uất, một cái sự sân si trong đó nữa. Có nhiều người cho rằng đó, là mình thù ghét người ta, đó là một sự trừng phạt người, mọi người phải chịu. Nhưng họ đâu có biết rằng cái vừa lòng của chính họ chút xíu thôi, nhưng điều mà cái khổ của họ rất là nhiều. Nhưng điều mà biết rằng cái khổ nó hơn như vậy, nó nhiều như vậy, nhưng người ta một cái vui, chúng ta thấy chưa, cái vui của chính họ, họ đã vừa lòng, họ nghĩ rằng mình như vậy là một sự trừng phạt, như vậy đó là một sự
họ phải khiếp, họ phải sợ. Nhưng sự thật ra đó là một điều sai lầm. Chính là mình chưa trừng phạt họ, chứ mình đang trừng phạt mình. Chính mình còn thấy, mình thấy mình vui, chứ tự thấy là mình khổ từ đầu đến đuôi. Cái ôm cái sự phẫn uất, ôm cái sự giận hờn, cái sự thù oán, cái sự ganh ghét đó. Mình nghĩ rằng đời đời kiếp, nghĩ rằng cuộc đời này không bao giờ tha thứ cho người đó. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng chúng ta không có quyền mà tha thứ, chúng ta cũng có quyền mà chúng ta từ chối. Mà nó đúc kết và nó đào tạo cho chính chúng ta, gặp sớm hay là gặp muộn là chính do cái nghiệp này mà Đức Phật ngài dạy rồi mà. Thương phải xa mà ghét phải gần, thì hôm nay đã sớm gặp rồi, ngày mai lại càng sớm gặp hơn nữa, nếu như chúng ta nghe. Đấy là sự thật. Thì vậy cho nên cái khổ của năm uẩn này, cái khổ của năm uẩn này nó lớn hơn cái vui của năm uẩn. Đúng vậy, cái khổ của năm uẩn nó lớn hơn cái vui của năm uẩn. Vui có chút xíu mà khổ phải khổ dài, nó sẽ khổ dài dài. Cũng như bây giờ đã ẩn nhẫn chờ thời, nằm gai nếm mật, đó là sự hiện ra, đó là khổ quá mà. Nhưng điều mà họ nghĩ rằng họ chờ, họ đợi như vậy, họ chờ một ca khúc khải hoàn. Nhưng điều mà trong cái sự đau khổ, trong một cái điều mà hết sức là mệt mỏi, cũng là bất lợi luôn, cũng là nằm ở trong cái khổ đau sinh tử, trong cái mệt mỏi, trong cái đống cái khối này của năm uẩn này, nó làm cho chúng ta phải trầm luân, phải sinh tử, phải đau khổ, phải mệt mỏi, mà chúng ta không có thể tránh, chúng ta không có thể né, và chúng ta không thể vượt qua được. Dạ. Thì kính bạch thượng tọa, con xin có đôi lời, đôi điều trả lời như vậy. Bây giờ câu hỏi này thì nếu có điều gì, nó cũng là một cái lý rất là hay đó. Dạ. Có thể thượng tọa sẽ giải thích thêm nữa, hay hoặc là thượng tọa có cái chương trình tiếp. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại. Đức thầy dạ. Rất là tri ân thượng tọa tuyệt quý. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử còn ít phút còn lại. Mấy phút còn lại của chương trình ngày hôm nay thì xin được chia sẻ một vài điều. Ở đây có ba điểm muốn chia sẻ cùng quý Phật tử nhân bài nói chuyện của Sư Thật Thầy Siêu về sự giải thoát được đề cập ấn trong bài kinh số 2 của Thượng Nguyện Bộ, và cũng như là một phần liên hệ đến cái lời giảng của Thượng Thọ Thượng Quyền. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn về hạnh phúc đó, mình xét lại các cuộc đời, thì mỗi một giai đoạn, mỗi một sự, một cái bước trưởng thành, chúng ta nhìn hạnh phúc với nhiều điều kiện, với nhiều cái định nghĩa khác nhau. Ví dụ như hồi nhỏ đó, có lúc chúng ta chơi hạnh phúc có nghĩa là mình đạt được điều gì đó. Rồi đó có đôi khi chúng ta quan niệm là hạnh phúc là mình có cái gì đó hơn người khác, mình tài giỏi hơn, địa vị cao hơn, được trọng vọng hơn. Mà có lúc chúng ta lại thấy rằng cái hạnh phúc đích thực của đời sống là không có đau khổ. Ví dụ như là một cái sự diễn tả về cái tâm không có lao sao loạn động vì pháp thế gian, khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Phải mất rất là nhiều năm tháng sống và trải nghiệm trong cuộc đời thì chúng ta mới hiểu được là tại sao một cái tâm rất vững, rất bình lặng trước những cái dao động của cuộc đời chính là cái hạnh phúc.
và có một định nghĩa về hạnh phúc. Nhiều khi chúng ta rất khó để có thể lãnh hội được đó là hạnh phúc là cái gì, không có đau khổ. Ở trong kinh Phật thường dùng một từ vựng đó là Nirodha. Nirodha là sự tịch diệt hay sự tịch tịnh. Có đôi khi bên Nam Tông đó, quý vị nghe các ngài còn thường dùng chữ gọi là vắng lặng. Chữ tịch tịnh ở đây hay là vắng lặng chỉ cho cái không có phiền não. Nó tương tự như là ở một cái thời nào đó trong cuộc đời chúng ta rất là sợ sự cô đơn, sợ sự thanh vắng. Nhưng một người đã đi, đã sống, đã uống cạn chung rượu đời, đã qua quá nhiều những khổ đau, những hệ lụy, bây giờ cảm thấy rằng những giây phút sống ở trong chỗ thanh tịnh, cô tịnh, vậy mà hạnh phúc. Và lúc đó hạnh phúc được hiểu là không có phiền lụy, không có sự quấy rầy. Hồi nãy chúng ta có nghe nhắc về một câu nói của người đời: thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Nhưng mà rồi cũng có người khác nói như vậy: nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Và đôi khi ở trong sự khổ đau cùng tận của cuộc sống, người ta lại than rằng nếu biết mà điều đó gây cho mình đau khổ như vậy thì thà là không có nhau, không có mặt trong cuộc đời, chưa từng gặp, chưa từng biết, thì người ta không có khổ thì hạnh phúc hơn. Nhưng mà đó là lời than quán, đó là lời thở than, chứ không phải là sự giác ngộ. Ở trong sự giác ngộ tận cùng đó, thì nó tương tự như là một con người họ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có được một cái chức vụ hay một cái danh vị nào đó. Bây giờ bỗng nhiên đi sinh hoạt ở trong cộng đồng ở đâu đó được giao cho chức vụ. Thì khi mình cảm thấy mình quan trọng, mình có địa vị, có thể hạnh phúc. Nhưng vừa rồi, theo năm tháng, thì với cái chức vụ đó, về những cái trách nhiệm, về những cái phiền hà, về những thị phi, về những này thế kia, thì ta đâm ra ta hiểu được à, có vị chứ có cái đó nào hạnh phúc giống như mình nghĩ. Chúng tôi nhớ có một Phật tử quen ở chùa. Em vợ chồng có một cơ sở làm neo, người có tiền. Có tiền thì người ta hay nghĩ đến là có cái đời sống tương đối đặc biệt hơn. Và không biết bạn bè sau đó rủ nhau mua một chiếc tàu. Ở bên Mỹ thì mua tàu dễ lắm, có tiền thì bỏ ra mua. Nhưng mà rồi từ khi có chiếc tàu đó thì hai vợ chồng cũng cảm thấy rất là phiền. Cái chỗ đậu tàu cũng phải trả tiền, mà chiếc tàu nó không chung đúng chiếc xe. Chiếc xe mình bỏ mặc đó, còn chiếc tàu thỉnh thoảng phải xuống, phải sử dụng rồi, phải bảo trì. Nhiều khi nó bị hư cái này, hư cái khác, sửa nó cũng là cả vấn đề. Thì sau cùng, khi mà 4 năm trôi qua, thì hai vợ chồng ngồi lại bàn nhau rằng, ô mình có chiếc tàu. Cái hạnh phúc thì nó không bao nhiêu hết. Nhưng mà cái khổ, cái tốn kém, cái bận tâm thì nó nhiều quá. Và tìm cách bán đi. Có một người bạn tự nhiên muốn mua tàu và hai vợ chồng đề nghị bán được với giá rẻ. Thì người bạn nó mua liền. Khi bán xong thì hai người này nói rằng bây giờ thiệt là hạnh phúc quá.
bốn năm dài có chứ. Người ta nói là chiếc du thuyền hay chiếc tàu hay cái gì đó, nhưng mà sao mình không cảm thấy hạnh phúc được nhiều. Vì thế thì chúng ta thường nghĩ đến hạnh phúc của cái có tài sản, có chồng, có vợ, có người thân, có địa vị, có danh vọng, kể cả có thân này, pháp này. Khi mà chúng ta có cái thân này đó, thì chúng ta nghĩ rằng, ồ, cái thân của mình do tinh cha quyết mẹ hợp thành, có được một cái ngoại như vậy, có được một sức khỏe như vậy, có được cuộc sống như vậy là hạnh phúc. Ít khi chúng ta nghĩ đến cái nặng của cái thân, phải nhìn ở một góc nhìn nào đó, có sự hiểu biết nào đó, đó thì chúng ta mới thấy rằng quả thật là lời Đức Phật dạy là có vợ khổ vì vợ, có con khổ vì con, có trâu bò khổ vì trâu bò, và có cái thân trong mũi này cũng có khổ với cái thân này. Nhưng mà không phải đơn giản một sớm một chiều qua một vài lời nói mà chúng ta hiểu được chuyện đó. Không đơn giản. Khổ lắm. Chứ tôi đang thăm một gia đình Phật tử mà hai vợ chồng trẻ, tương đối là cuộc sống có học hành, có thành đạt, có bằng việc làm tốt, có một đời sống cũng tốt, và lại có một đứa con. Đứa con rất là dễ thương. Nhưng mà vài ba ngày ở gần thì mới thấy được một điều rằng có đứa con thì có cái dễ thương đó. Nhưng mà cái vất vả thì hiện rõ ở người chồng và người vợ. Nội giữ đứa nhỏ không thấy cũng đã là cái vấn đề rồi. Đó là chúng ta nói rằng đứa con rất là dễ thương, rất là khỏe mạnh, rất là khao khỉnh, mà còn mệt mỏi như vậy thì đừng nói chi những thứ khác. Ở trong thời gian qua đó, thì trong mùa đại dịch chúng tôi lại có một vài người quen bị một vài cái chứng bệnh. Rồi nói cái chuyện giải phẫu, nói cái chuyện chạy thầy chạy thuốc, thì lúc đó mình mới thấy rằng cái thân của mình đó, không biết nó mang lại cho mình được bao nhiêu cái lợi ích, bao nhiêu cái hạnh phúc, nhưng cái khổ đó sẽ nhiều lắm. Nhưng mà thưa quý vị, đôi khi con người khổ quá thì con người lại nghĩ đến cái chuyện rất là đơn giản là làm sao mình bỏ tất cả đi về một cái vùng trời nào đó xa xôi, ở đó không còn có gì hết, thậm chí bắt chước những công chức là kiếp sau sinh chớ làm người, làm thân, làm cây thông đứng giữa trời mà ra. Đôi khi mỉa mai là mình muốn sanh ra đời làm con người có tư duy, có cảm thọ, có buồn, có vui, có thương, có ghét thì là hạnh phúc. Nhưng mà khi nó trồng chất quá ngán quá, chỉ muốn làm cái thông đứng giữa trời mà reo thôi, nhưng mà chỉ chắc cái tâm hạnh phúc mình thấy gì, mình chỉ so sánh như vậy thôi. Nhưng mà điều đó nó cũng cho chúng ta thấy được một sự việc rằng cuộc sống nó có nhiều góc cạnh mình nhìn với nhau lắm. Nhưng mà ở đây có một điểm mà là điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói quý vị đó, là Đức Phật dạy là cái sự giải thoát đó. Nó không phải là cái chuyện đơn giản là mình muốn quăng quăng đến được đó. Và cái trình tự đó gọi là thành tựu giác ngộ giải thoát, chứng niết bàn. Giác ngộ ở đây là cái hiểu biết phải đủ sâu sắc. Sâu sắc bằng tuệ giác, đủ để cắt đứt sợi dây kiết sử. Kiết sử là sợi dây rối buộc của phiền não. Phiền não là phiền não ở chính chúng ta. Đắc đạo có nghĩa là sự giác ngộ đủ mạnh, đủ sáng, đủ rõ để có khả năng đoạn tận sợi dây kiết sử đó. Giải thoát. Giải thoát ở đây là một cái kết quả, một cái hệ quả, một cái thành quả do giác ngộ mang lại.
có đắc đạo thì mới chứng quả, nói cách khác có giác ngộ đoạn tận như kiết sử thì lúc mình mới mình tự do. Giống như là mình phải cởi trói rồi, cởi trói là đạo, mà khi cởi trói xong là không bị ràng buộc nữa, không bị cột nữa, thì cái đó là quả. Dạ. Thì đạo và quả nó liền nhau, nhưng mà phải có một cái giây phút sẽ dây được cắt, sẽ dây cột trói được cắt bỏ, thì cắt bỏ dây cột trói xong thì mới được, mới được tự do, mới được ở đây dùng cái chữ gọi là thoát ly, tức là không bị cột trói nữa. Rồi giác ngộ giải thoát, rồi thành tựu chứng ngộ niết bàn một cách hoàn toàn. Chứng ngộ niết bàn ở đây có hữu dương niết bàn và vô dương niết bàn. Hữu dương niết bàn tựa không còn tạo nghiệp, không còn sanh y, tức là gọi là nghiệp hữu và sanh hữu đoạn tận, không còn thích thú đối với trầm luân sanh tử trong cuộc đời này. Và khi mà mình nói không thích thú trong trầm luân sanh tử, cái này khó mường tượng lắm thưa quý vị, khó mường tượng lắm. Như hồi nãy thì đó tư quyền có nói rằng ở trên đời này mà những người họ mới cưới nhau, mới lấy nhau, họ mong có con. Mà nếu mà lỡ người vợ, người chồng có vấn đề sức khỏe mà không có sanh con được gọi là vô sinh đó, thì họ buồn lắm. Chạy bao nhiêu tiền bạc, nhiêu bác sĩ, đi chùa cầu tự và chỉ mong một điều là có được con. Mong có được con thôi. Nhưng mà rồi cũng có những gia đình con cái nó lớn lên, cha mẹ không biết bao nhiêu là lo âu sầu muộn nước mắt. Ngày nào đó gả con đi cho nó thành người rồi nó có cuộc sống được rồi mình cảm thấy khỏe. Thì lúc bây giờ cái trạng thái mà không còn phải âu lo buồn rầu trách nhiệm gánh nặng nữa đó, thì cái sự cảm nhận mới thấy rằng cái không có thì mình hạnh phúc hơn cái có. Cái này nó khó, khó nói lắm. Đời sống nó đã khó rồi, mà trên con đường tu tập nó còn khó cho chúng ta cảm nhận. Đức Phật Ngài dạy chúng ta ở trong cái hiểu gì? Gọi là cái hiểu chân thực, thì chúng ta nên hiểu cái khổ trước. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu bi khổ đạo là khổ. Thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được là khổ, chấp thủ năm uẩn là khổ, năm thủ uẩn là khổ. Thì khi một người mà có khả năng lẳng lặng nhìn, nhìn thật sáng, nhìn thật rõ và thấy được cái bản chất của khổ, và đằng sau bản chất của khổ đó, đó là cái nguyên nhân mà đẩy chúng ta vào trong biển trầm luân của đau khổ. Đó là sự khát vọng mâu thuẫn, lúc nào cũng muốn, lúc nào cũng cần, lúc nào cũng được. Có một thì muốn hai, có hai, mười, có mười muốn trăm, muốn ngàn. Không bao giờ đầy đủ cho thỏa mãn. Cái là sự khao khát. Nó giống như cái chứng bệnh một người mà khát nước uống hoài không đã khát. Cái khát ái đó Đức Phật là nguyên nhân của đâu. Thì khi mà chúng ta thấy được khổ và thấy khát ái thì chúng ta mới thấy được giá trị của sự việc khổ. Cái này thì khó nói lắm. Cũng như là một số lớn người thì muốn có con, nhưng mà rồi ở tại nhiều quốc gia người ta có được cuộc sống bình thường rồi họ cảm thấy có con nó là một cái gì, một gánh rất là nặng. Thí dụ như ở Nhật Bản hay ở bên Đức, cuộc sống người ta quá đầy đủ, quá khéo tổ chức rồi người ta sợ có con. Thì vấn đề không phải là có con hay sợ có con là cái gì là cứu cánh, nhưng mà người ta có thấy được ở đó đó đâu là cái nhu cầu và đâu là cái phiền lụy của đời sống, đã có thấy được hay không. Bởi vì cái gì mà chúng ta hiểu, cái gì mà chúng ta thích đó, thường là chỉ qua văn hóa thôi. Phải có sống rồi thì chúng ta mới thấy được. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta là chứng đạt hữu vi, hữu dương niết bàn và chứng đạt vô dương niết bàn. Thì khi mà nói tới vô dương, vô dương ý thì ở đâu đó chúng ta nói đến tưởng, nói đến thức,
đặc biệt là tướng tướng quân là cái rất là dễ dàng cho chúng ta hiểu, nhưng cái thọ quẩn là cái mà chúng ta khó hiểu lắm. Thọ là cảm thọ, tôi khổ, tôi lạc, tôi ưu, tôi hỷ, tôi xả. Không có cảm thọ thì làm sao mà chúng ta thấy được hạnh phúc? Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi kể câu chuyện này là một thí dụ. Là có những người, cái tính họ rất là mẫn cảm. Mẫn cảm là rất dễ vui, rất dễ buồn. Khi họ đi sinh hoạt, ở đâu họ làm gì đó, ai đụng tới chút là họ buồn. Ai khen họ thở vui, đụng chút xíu buồn, nhỏ cũng buồn. Và lúc đó thì mới thấy, cảm thấy rằng cái sự mẫn cảm đó, nó chính là một cái bất hạnh. Không biết quý vị có gặp không chứ chúng tôi có gặp nhiều người lắm. Ở chùa gặp nhiều người lắm. Có những người mà đi chùa không biết là lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp được hạnh phúc bao nhiêu. Nhưng mà cái buồn phiền có rất nhiều. Tại vì người đó quá mẫn cảm đi. Rất là dễ bị xúc động, rất là dễ bị tự ái, rất là dễ bị tổn thương. Mỏng mảnh lắm. Và khi mà một con người mẫn cảm quá, thì lúc mới thấy cái sự mẫn cảm ấy, đó là một cái đau khổ. Tự nó giống một cái vết thương mà không có băng bó vậy đó. Cứ biết trong đời sống con người mình hay có cái chuyện là con người đa sầu đa cảm, trời mưa chút cũng buồn, trời nắng chút cũng cảm thấy sầu muộn, cái gì cũng làm cho mình khổ được hết. Thì thật sự đúng là chúng ta mới cảm thấy là cái cảm thọ chỉ vì chẳng lợi ích cho chúng ta, gây chúng ta nhiều đau khổ. Thì với một người hiểu Phật Pháp đó, thì chúng ta phải nhìn cuộc sống từ cái khía cạnh đó là cuộc sống nó vốn bất toàn, nó không có hoàn hảo. Mà tâm của chúng ta thì luôn luôn đòi mọi thứ là hoàn hảo, mọi thứ là không thay đổi, mọi thứ theo cái ý muốn của mình. Chỉ ba cái sự đòi hỏi đó nó đủ làm cho chúng ta khổ, khổ da diết rồi. Mình mong cuộc sống không thay đổi thì mình mong cuộc sống đừng có vô thường, mong cuộc sống nó hoàn hảo là đừng có khổ, mong cuộc sống phải theo ý mình tức là đừng có vô ngã. Nhưng mà thực tế thì ngược lại, mong muốn một điều mà trái ngược với tự nhiên thì làm sao mà không khổ. Chúng ta khổ là như vậy. Mà ai có khả năng mở mắt ra thấy được cuộc sống có sanh, có diệt, có thay đổi, có vô thường, thì cái đó thực sự nó khó. Khó lắm thực sự. Nhưng mà chúng ta hãy gieo duyên lành bằng cách là thắp sáng cái trí tuệ của mình. Cho dù mình thích hay không thích, mà hỏi rằng Đức Phật dạy mọi thứ đều thay đổi thì nó có thực sự thay đổi hay không? Từ cái thân, cái tâm của mình, từ thế giới xung quanh có thay đổi như Đức Phật dạy hay không? Đức Phật dạy mọi thứ đều bất toàn. Mình nhìn trở lại có cái gì hoàn hảo tuyệt đối mà chúng ta thấy trông cậy hay là cái nào nó cũng có vấn đề của nó? Mà Đức Phật dạy rằng mọi thứ nó do nhiều nhân nhiều duyên, chứ nó không có gì là tầm trong chủ quyền của chúng ta tuyệt đối. Lời được Phật dạy có đúng hay không thì chỉ quán tưởng chừng đó ba điều thì chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao năm quẩn là khổ và sự giải thoát năm quẩn là sự tịch tịnh, là chỉ đạt đến cái cứu cánh hoàn toàn giải thoát. Ngày mai này chúng ta tiếp tục một bài kinh khác của giáo trình Tương Ưng và giảng sư Đạo Pháp Thân. Xin được kết thúc chương trình hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ với Ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin điện khuyết cho tri chúng ạ. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong linh, chúng con kính tri ân kêu tôn đức tăng mở lòng bi mẫn
giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sư ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con thành kính tri ân với ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn ràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.